Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 237 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Thê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ Thanh Thạch đạo nhân rất kích động. Với gã thì bí thuật, thần thông, pháp bảo, mọi thứ đều có thể đến cực hạn của tu hành. Còn báu vật dù có nhiều nhưng khó giúp gã tăng cao thực lực. Thanh Thạch đạo nhân muốn đi tiếp trên con đường đạo quá khó khăn, vì vậy trung cực kiếm đạo không thể nghĩ bàn, khiến cho gã rất động lòng. Kỳ Linh mới chỉ là tứ bộ đạo quân, nhưng đạo đã ngang ngửa với nhóm Thanh Thạch đạo nhân. Kiếm đạo không thể tưởng tượng như vậy, chắc chắn sẽ mở ra một con đường mới cho gã. Hai người lén truyền âm hẹn nhau, chờ sau khi đại hội vực giới sẽ thảo luận sau. Mặt ngoài Kỳ Linh, Thanh Thạch đạo nhân không lộ vẻ gì cả. Có quá nhiều người mơ ước trung cực kiếm đạo, không thể công khai, chỉ có thể lén mà giao dịch. Kim Khổng Đế Quân tức giận hừ mũi. Kim Khổng Đế Quân đứng bật dậy, chỉ vào Kỳ Linh mà quát. Thanh Thạch đạo hữu, có thành ý vậy mà ngươi không đồng ý. Ba chúa tể và năm vị đế quân chúng ta có mặt ở đây, đạo quân nho nhỏ nhà ngươi dám cuồng như vậy sao? Hay nói thực lực của ngươi thế này thế kia, nhưng ta không thấy tận mắt thì không tin. Để ta xem ngươi có thực lực ngông cuồng như thế không. Dứt lời, Kim Khổng Đế Quân bay ra khỏi chỗ ngồi, toàn thân tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng hùng hồn ập hướng Kỳ Linh. Kỳ Linh chỉ cười nhạt. Sao, như thế nào, muốn cướp sao? Kim Khổng Đế Quân bá đạo nói. Cướp ngươi rồi sao? Để xem ngươi có thực lực giữ pháp môn đó hay không. Kim Khổng Đế Quân vốn là loại đế quân rất bá đạo. Trong ba người Thanh Thạch, Hoàng Quỳnh, Kim Khổng thì gã là bá đạo nhất. Lúc trước từng khuấy động nhiều gió tanh mưa máu, dù cách năm tháng dài vô tận, Kỳ Linh cũng có nghe nói qua sự tích của gã. Còn Hoàng Quỳnh hay Thanh Thạch đạo nhân thực lực mạnh hơn, thế nhưng điệu thấp hơn rất nhiều, Kỳ Linh chưa từng nghe nói qua. Thanh Thạch đạo nhân truyền âm cho Kỳ Linh nói. Bạc Minh huynh. Kỳ Linh đáp lại. Đừng nhúng tay vào, ta gài mắt gã Kim Khổng nãy giờ, để dạy hắn một bài học nào. Thanh Thạch đạo nhân truyền âm. Ồ được, ta cũng không thích gã Kim Khổng này, ngươi dạy hắn một bài học dùm ta luôn. Tuy lúc trước Kỳ Linh đánh bại Huyết Vân, Phi Tuyết, nhưng tốc độ đánh nhau quá nhanh, trong khoảnh khắc hắn đã quét hết đám người phe Phi Tuyết thành chủ. Bây giờ chỉ có Mang Nhai chúa tể, Kim Tự Đế Quân thấy tận mắt trận chiến ấy. Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể chậm chân hơn một chút. Các đế quân thì không thấy tận mắt cảnh Kỳ Linh đánh bại nhóm Phi Tuyết thành chủ. Bọn họ chỉ thấy Kỳ Linh nhổ Phi Tuyết ma cung. Người Kim Khổng Đế Quân tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, ánh mắt lạnh lùng nói. Đạo quân nhỏ bé kia, ta sẽ cho ngươi hiểu khi nào nên cuồng vọng, lúc nào nên cúi đầu. Ở trước mặt ta, tốt nhất là ngươi nên hãy cúi đầu đi. Kim Khổng Đế Quân chỉ bị ba chúa tể Thanh Thạch đạo nhân đè trên đầu, còn những người khác ư thì gã không thèm để vào trong mắt. Kỳ Linh đứng dậy. Rất nhanh, ngươi sẽ cúi đầu thôi. Kỳ Linh lắc mình biến ra ba đầu sáu tay, sáu thanh Bắc Cổng kiếm cõng sau lưng đều vào trong tay của hắn. Chỉ bằng vào ngươi ư? Không nhìn xem binh khí trong tay mình đi, còn không có cả một món vũ trụ trị bảo. Kim Khổng Đế Quân chợt hiểu ra. Cũng đúng thôi, ngươi chỉ là một đạo quân nho nhỏ, muốn khiến vũ trụ chi bảo nhận chủ ư? Rất khó. Kỳ Linh chỉ lạnh lùng nói. Không có vũ trụ chi bảo, ta vẫn đánh ngã ngươi như thường. Kim Khổng Đế Quân biểu tình cực kỳ khó xem. Rất nhanh, ngươi sẽ hết ngông cuồng thôi. Kim Khổng Đế Quân biến ra sáu cánh tay, cầm sáu cây trường thoa màu vàng. Ánh sáng vàng mông lung bọc trường thoa, đặc biệt một cây trường thoa tỏa ra hơi thở bất phàm, trông hơi trong suốt. Khí lạnh lan tỏa ra làm cho Kỳ Linh hiểu ngay cây trường thoa kia là vũ trụ chi bảo. Sáu binh khí của Kim Khổng Đế Quân có một cái là vũ trụ chi bảo, năm cây khác cũng là thần binh bản mệnh. Trong các vị đại năng xung quanh, Mang Nhai chúa tể chơi thân với Kỳ Linh nhất, hiểu rất rõ thực lực của hắn. Mang Nhai chúa tể nhìn trọn vẹn trận đại chiến đó, vì vậy lão và Thanh Thạch đạo nhân đứng về phe Kỳ Linh đã không ngăn cản. Các đại năng khác không có lý do để can ngăn, bọn họ muốn qua chuyện này nhìn xem uy lực trung cực kiếm đạo của Kỳ Linh. Vèo. Quanh Kim Khổng Đế Quân chợt tung ra vô số đóa hoa,
từng đóa màu đỏ, màu đen, màu lam, màu tím, hoa đủ màu bay bay bao phủ khu vực xung quanh, ập về hướng Kỳ Linh. Kỳ Linh lập tức thi triển bí thuật, vô số kiếm quang tia chớp xuất hiện, đôi cánh vàng cực kỳ xinh đẹp hiện ra bên trên Kỳ Linh, hoàn mỹ kết hợp ảo diệu trung cực kiếm đạo, chi âm dương thức. Vô số tia điện vây quanh đôi cánh màu vàng, tựa như đàn chim vây quanh phượng hoàng, tất cả thổi quét qua thiên địa, bao phủ Kim Khổng Đế Quân. Ảo ảnh thế giới khổng lồ giáng lâm, chính giữa thế giới là một cự kiếm sơn. Phân quang đại kiếm khí, thần dực kiếm quang kết hợp bởi trung cực kiếm đạo, chi âm dương thức. Ảnh chiếu tâm chi thế giới giáng lâm, bí thuật và ảnh chiếu thế giới chồng lên nhau. Bùm 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 bùm. Vô số đóa hoa tán loạn, mới va chạm với bí thuật của Kim Khổng Đế Quân đã tán loạn. Kim Khổng Đế Quân lộ ra vẻ tức giận quát: "Bách Hoa giới của ta, giết!" Vèo. Rốt cuộc bí thuật chỉ là ngoại lực, Kim Khổng Đế Quân sở trường nhất là đánh cận thân. Gã có được uy lực như vậy vì có thực lực thật sự. Kỳ Linh tiến lên nghênh đón. Giết! Xoẹt 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 xoẹt. Sáu thanh kiếm quang hóa thành thủy triều kiếm, giao thác với sáu luồng thoa quang. Hai phe công kích nhanh mà quỷ dị. Kỳ Linh thi triển trung cực kiếm đạo, chi vô ảnh thức, chi tích huyết thức. Kỳ Linh rất tự tin vào đánh sắp lá cà. Rất nhanh Kỳ Linh liền biến sắc mặt. Nhanh quá! Kim Khổng Đế Quân theo đạo quang chi, về tốc độ thì Thanh Thạch đạo nhân còn thua gã. Đạo quang chi không gì không biết, dày đặc vô cùng, không chừa một chút khe hở nào. Với kiếm thuật quỷ dị khó lường của Kỳ Linh cũng khó có thể phá giải vô số thoa quang. Hơn nữa, sáu cây trường thoa có một cây là vũ trụ chi bảo, nên công kích của Kim Khổng Đế Quân ngẫu nhiên đánh ra một kích quy lực rất lớn, làm cho Kỳ Linh đánh nhau hơi khó chịu. Thanh Thạch đạo nhân cười bình luận: "À, loại nhanh theo đuổi cực độ này, theo đuổi cực độ tỉ mỉ thật. Ta không bằng Kim Khổng, không ngờ Bắc Minh đạo hữu lại chặn lại được." Hoàng Quỳnh Đế Quân gật gù nói: "Kim Khổng đi đạo quang chi, về tốc độ, về tỉ mỉ thì hắn giỏi rồi." Kỳ Linh và Kim Khổng Đế Quân điên cuồng đánh nhau, nhưng cách đánh này làm hắn ức chế, cũng khiến hắn hiểu rằng Không Uổng là nhân vật về đạo, đã đến gần chúa tể, không thể xem thường. Bị ảnh chiếu thế giới, bí thuật áp chế, thế nhưng tốc độ của đối phương vẫn siêu nhanh, không tin nổi. Kỳ Linh hét to một tiếng: "Phá cho ta!" Kiếm chiêu chợt thay đổi, kiếm chiêu nhanh quỷ dị, đột nhiên đại khai đại hợp, bạo lực không gì sánh được, là trung cực kiếm đạo, chi thiên băng thức, có uy lực hùng mạnh nhất của Kỳ Linh. Ầm 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 ầm. Uy năng bùng nổ, không gian xung quanh liền sụp đổ. Ba chú tể xem cuộc chiến, vội chấn áp thời không, ổn định lại thời không xung quanh. Khu vực Kỳ Linh, Kim Khổng Đế Quân đánh nhau thì để mặc cho hai người phá hoại. Kim Khổng Đế Quân biến sắc mặt. Sao? Cái gì? Kim Khổng Đế Quân nhìn thấy kiếm quang đáng sợ như cơn lũ vô tận, thủy triều kiếm vô cùng hùng dũng, uy năng làm cho gã phải hãi hùng. Áp lực đáng sợ đó trong đạo minh chỉ có mỗi mình Thanh Thạch đạo nhân từng khiến gã phải hoảng sợ. Kim Khổng Đế Quân cố gắng hết sức mà ngăn cản. Chắn! Ầm ầm ầm. Trung cực kiếm đạo, chi thiên băng thức, sáu thanh trường kiếm của Kỳ Linh điên cuồng nhiều lần chặt chém, ẩn chứa ảo diệu vô tận của kiếm đạo, nháy mắt bộc phát ra uy năng lớn khủng bố. Đây là chiêu có uy năng mạnh nhất, đánh cho Kim Khổng Đế Quân không đỡ nổi. Hầu như mới chạm mặt đã bị áp chế, rất nhanh phòng thủ đã bị phá. Dầm! Kim Khổng Đế Quân bị đánh ngã ra sau. Kỳ Linh được thế nhưng không tha người, lao qua ngay. Sáu cây trường kiếm liên tục mà chém, Kim Khổng Đế Quân bị đánh cho mụ đầu. Về kỹ xảo tỉ mỉ, gã đã đến cực độ. Trong đạo minh không ai sánh bằng gã. Thế nhưng Kim Khổng Đế Quân sợ nhất là bị nghiền áp uy lực lớn kiểu này, nghiền áp kiểu cứng đối cứng. Thanh Thạch đạo nhân đã từng nghiền áp Kim Khổng Đế Quân như vậy. Năm đó, Thanh Thạch đạo nhân nguyên thần thứ hai chưa hóa thành đế quân áo đen, trong trận đại chiến công khai đã sử dụng côn thuật như tảng đá đánh Kim Khổng Đế Quân mất hết mặt mũi. Vì vậy, Kim Khổng Đế Quân chọn ẩn cư, âm thầm khổ tu để về sau rửa hận cũ. Đáng tiếc thực lực của Kim Khổng Đế Quân không thể vượt qua được Thanh Thạch đạo nhân. Ngược lại, nghe đồn nguyên thần thứ hai của Thanh Thạch đạo nhân chuyển hóa thành đế quân áo đen làm gã tuyệt vọng. Kỳ Linh vung sáu cây Bắc Khổng kiếm chém xứng tay. Ta đã nói đánh ngã ngươi thì sẽ đánh ngã ngươi. Sảng khoái thật sướng, hèn gì nhiều tu hành giả thích đi theo đường đạo nghiền áp. Đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần đi theo một chiêu uy năng lớn thì kẻ thù có thể dựa vào những mặt linh hoạt né tránh cho ngươi một kích chí mạng. Kiếm đạo của Kỳ Linh hoàn mỹ,
khiến cho kẻ địch không tránh được. Chính Kim Khổng Đế Quân còn bị đánh cho không chịu nổi. Vèo. Kim Khổng Đế Quân biểu tình cực kỳ khó xem, vèo một tiếng hóa thành tia sáng quỷ mị trốn đi xa. Tốc độ của gã rất nhanh, chớp mắt đã ra xa. Chiến đấu liền ngừng. Kỳ Linh nhìn Kim Khổng Đế Quân ở phía xa. Kim Khổng Đế Quân vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cao giọng mà quát: "Các vị, Bắc Minh đạo quân chỉ là đạo quân, mà kiếm thuật tuyệt vời như vậy thì Trung Cực kiếm đạo thật bất phàm, có lẽ có công dụng to lớn với chúa tể, có thể cho ba vị chúa tể có thu hoạch lớn, nhưng hắn yêu cầu quá cao. Thanh Thạch đạo nhân đưa ra nhiều báu vật như vậy mà Bắc Minh đạo quân cũng không chịu giao ra, dám ngông cuồng như thế trước mặt chúng ta, hắn như vậy là không nể mặt, chúng ta cũng đừng nể mặt hắn. Theo ta thấy, cùng nhau lên bắt giữ Bắc Minh, bắt hắn ra Trung Cực kiếm đạo ra." Kim Khổng Đế Quân kêu to: "Cùng nhau lên đi, hắn không trốn thoát được đâu." Bốn phía yên tĩnh, Hoàng Quỳnh Đế Quân nhìn hướng Đế Quân chúa tể, Minh Lan chúa tể lặng lặng nhìn không lên tiếng. Hắc Vân Đế Quân ngó quanh, xung quanh rơi vào sự yên tĩnh khó chịu. Kỳ Linh biến sắc mặt, lạnh băng nhìn Kim Khổng Đế Quân: "Cùng nhau ra tay ư? Vậy thì sắc rối, thế nhưng mang nhai chúa tể, Thanh Thạch đạo nhân chắc sẽ không tấn công, vậy uy hiếp của hắn rất nhỏ. Dù tất cả đại năng giả có mặt tại đây cùng tấn công thì Kỳ Linh có thân vô ảnh, cùng lắm thần thể vỡ nát, hắn thi triển thân bất tử." Thanh Thạch đạo nhân lạnh lùng nói: "Đủ rồi, Kim Khổng, người quá đáng rồi đấy." Kim Khổng Đế Quân tức giận quát: "Thanh Thạch, ta đang giúp ngươi mà." Thanh Thạch đạo nhân lạnh băng đáp lại: "Thế nhưng ta không kêu ngươi giúp ta." Kim Khổng Đế Quân nổi giận, mang nhai chút tệ, mở miệng nói: "Đã không bàn được thì tụ hội của chúng ta lần này chấm dứt đi thôi." Không khí không đông cứng nữa. Mới rồi có mấy vị đại năng động lòng, nhưng mang nhai chúa tể, Thanh Thạch đạo nhân đã lên tiếng thì bọn họ cũng thắt ngấm ý đồ. Mang nhai chúa tể nhìn hướng Kỳ Linh cười nói: "Bạc Minh, ngươi có thể tùy thời tìm ta." Phong Vũ chúa tể mỉm cười nói: "Chỉ cần cho ta xem Trung Cực kiếm đạo thì mọi chuyện dễ nói." Minh Lan chúa tể cũng đứng dậy nói: "Tộc cổ tu hành giả ta luôn hoan nghênh Bắc Minh đạo hữu." Ba chúa tể đều hơi muốn pháp môn Trung Cực kiếm đạo, nhưng chấp nhận trả giá có giới hạn của nó. Kim Khổng Đế Quân hừ lạnh một tiếng. Kim Khổng Đế Quân vung tay xé rách khe hở thời không, bay vào trong biến mất. Kim Tự Đế Quân, Hắc Vân Đế Quân, Hoàng Quỳnh Đế Quân đến nói vài câu với Kỳ Linh. Phương thế giới này rất nhanh tan biến, các đại năng cũng rời đi. Kỳ Linh, Thanh Thạch đạo nhân xuất hiện trên một đỉnh núi cao. Kỳ Linh cười chào: "Thanh Thạch huynh." Thanh Thạch đạo nhân cười cười nhìn Kỳ Linh: "Bác Minh huynh, hai người sẽ bàn bạc kỹ tại đây." Gió núi thổi, Thanh Thạch đạo nhân đứng trên đỉnh núi trực tiếp lập lời thề: "Thanh Thạch ta thề bằng sinh mệnh tuyệt đối không chuyển ra ngoài Trung Cực kiếm đạo của Bác Minh đạo huynh." Lời thề quanh quẩn trên đỉnh núi. Kỳ Linh cười, hắn vươn tay phải ra, ngón tay điểm nhẹ, một thần niệm trong suốt lấp lánh bay ra, bên trong chứa ghi chép tỉ mỉ về Trung Cực kiếm đạo, có hình ảnh diễn luyện chiêu thức kỹ càng. Đó là giao dịch thì Kỳ Linh sẽ không quá keo kiệt. Thanh Thạch đạo nhân lộ ra vẻ vui mừng nói: "Là thần niệm ư? Rất đa tạ Bắc Minh huynh." Lúc trước Thanh Thạch đạo nhân nghĩ Kỳ Linh sẽ ghi pháp môn và ngọc giản cho gã xem, ai ngờ hắn trực tiếp tách ra một phần thần niệm truyền thừa bằng thần niệm, ghi chép tỉ mỉ hơn ngọc giản rất nhiều. Ngọc giản ghi chép thường là chữ hình, còn thần niệm thì chứa nhiều hình động. Kỳ Linh cười nói: "Đây chỉ là một khối thần niệm." Thanh Thạch đạo nhân vung tay lên: "Còn đây là báu vật mà ta hứa đưa cho đạo hữu." Ào ào ào, bên cạnh xuất hiện các giọt nước màu bạc to cỡ nắm tay, mỗi giọt tròn trịa, thị lực như Kỳ Linh phải công nhận. Các giọt nước màu bạc này tròn vành vạnh, bên trong lấp lánh ánh sáng. Thanh Thạch đạo nhân chỉ vào những giọt nước màu bạc nói: "Đây chính là thân đạo quân áo bạc của Tây Tư tộc. Sử dụng nghi thức xả thân là hồn phách chân linh có thể đi vào trong giọt nước màu bạc, hòa hợp làm một với giọt nước, trực tiếp hóa thành đạo quân áo bạc. Mỗi thân đạo quân áo bạc có thực lực cỡ thánh thành chi chủ, có thể phát huy bao nhiêu thì tùy vào cảnh giới cao thấp khác nhau." Kỳ Linh đã hiểu, lúc trên ngôi sao trong ma tượng thạch bích, cảnh giới của ba tộc trưởng quá thấp, không thể phát huy sức chiến đấu vốn có của đạo quân áo bạc. 25 giọt nước làm cho Kỳ Linh rất giật mình, vì 25 giọt nước tức là 25 đạo quân áo bạc. Kỳ Linh kinh ngạc hỏi: "Nhiều như vậy ư?" Thanh Thạch đạo nhân gật đầu nói: "Lúc trước ta có 29 giọt, nhưng đã cho người khác 4 giọt rồi, chỉ còn lại 25 giọt thôi, đó là tất cả của ta."
Kỳ Linh vội từ chối: "Thanh Thạch huynh, không cần cho ta hết đâu." Thanh Thạch đạo nhân lắc đầu nói: "Nó vô dụng với ta, người thân bằng hữu ta quan tâm đã lần lượt rời đi, với thực lực của ta thì chúng nó không giúp ích gì được đâu." Kỳ Linh thầm thầm thức: "Nguyên Viêm Long vực giới mang nhai chúa tể lợi hại nhất, muốn hết sức bồi dưỡng một tu hành giả, nếu chỉ dựa vào ngoại lực tối đa chỉ xông đến đạo quân nhất bộ sinh tử mà thôi. Dựa vào linh đan báu vật trở thành nhất bộ đạo quân thì khó tiến bộ tiếp, nên ai đã thành tứ bộ đạo quân đều là dựa vào bản thân chậm rãi tu luyện. Còn hợp đạo càng chẳng ai giúp đỡ được, dù là chí tôn trong truyền thuyết cũng không thể giúp. Nếu hợp đạo dễ thành công như vậy thì chí tôn có thể đào tạo chúa tể quy mô lớn, chiến dịch với Tây Tư tộc đã không khó khăn đến mức này. Vì không ai giúp hợp đạo được nên các tu hành giả rất khó vượt qua đại hạn 108.000 hỗn độn kỷ nguyên. Những đại năng sống lâu hầu như rất cô đơn, tối đa chỉ kết bạn với vĩnh hằng đế quân cùng đẳng cấp. Có lẽ trong lòng các đại năng giả thấy tiếc nuối nhưng cũng nhìn thấu. Như Kỳ Linh, hắn cảm thấy có thể cùng người nhà vượt qua 108.000 năm thì cuối cùng chịu chết cũng đáng. Thanh Thạch đạo nhân nói: "Trừ những thân đạo quân áo bạc ra, ta có một báu vật quan trọng hơn cho đạo hữu." Thân đạo quân áo bạc có lẽ hơi quan trọng với một phương thế lực, nhưng sợ là chí tôn không vừa mắt đâu. Báu vật này của ta sẽ làm chí tôn hơi chú ý một chút. Nói xong, Thanh Thạch đạo nhân vung tay lên, một bóng người hiện ra, hình dạng dị tộc lông trắng mềm. Nó hơi vạm vỡ, hình người, toàn thân lông trắng, khuôn mặt chân chất. Dị tộc lông trắng cung kính chào Thanh Thạch đạo nhân: "Chủ nhân." Thanh Thạch đạo nhân giới thiệu: "Đây là Tây Tư hộ vệ, một loại khô lỗi đặc biệt." Kỳ Linh gật gù: "Ồ, là khô lỗi ư?" Ánh mắt đầu tiên Kỳ Linh đã nhận ra dị tộc lông trắng không có hơi thở của sự sống, giống khô lỗi hơn. Thanh Thạch đạo nhân nói: "Khô lỗi của Tây Tư tộc chinh chiến bên ngoài thông thường chia ba đẳng cấp khác nhau, yếu nhất sánh bằng đạo quân đỉnh phong, tốt hơn một chút thì đến cấp thánh thành chi chủ, cao nhất là ngang ngửa chúa tể. Nhưng còn một số không thường thấy, trong Tây Tư tộc vài người địa vị siêu cao hoặc là có bối cảnh lớn, dù họ thực lực yếu nhưng được phân phối hộ vệ." Thanh Thạch đạo nhân tiếp tục nói: "Trong đó có khô lỗi hộ vệ, vì chúng nó trung thành nhất. Tuy khô lỗi hộ vệ không có thực lực của chúa tể nhưng cũng cỡ thánh thành chi chủ đỉnh phong, ngang ngửa thực lực hai ta, và phút then chốt có thể dây dưa với địch. Dù gặp chúa tể thì nó vẫn có thể giữ chân một chút. Nó được luyện chế ra vì bảo vệ chủ nhân." Mắt Thanh Thạch đạo nhân lộ tia hồi ức. Nói đến thì lúc trước nó bảo vệ chủ nhân có địa vị hơi cao, tham sống sợ chết nên mới trở lại nhiều bảo vật cho ta. Đáng tiếc nếu sớm gặp được thì muội muội của ta... Thanh Thạch đạo nhân tỉnh táo trở lại nói với Kỳ Linh: "Lạc đề rồi. Đạo hữu có thể luyện hóa Tây Tư hộ vệ, nó sẽ xem đạo hữu là chủ. Nó sợ nhất là bảo vệ, đi mạo hiểm có nó bên mình và phút then chốt có lẽ sẽ cứu mạng đạo hữu. Về sau lấy nó đi mời chí tôn, chắc chí tôn sẽ đồng ý nhận thôi. Dù sao Tây Tư hộ vệ khá là hiếm thấy." Kỳ Linh gật đầu. Thanh Thạch đạo nhân nhìn hướng dị tộc lông trắng nói: "Bạch Dung đế quân, từ hôm nay trở đi Bắc Minh huynh là chủ nhân mới của ngươi." Dị tộc lông trắng lưu luyến: "Chủ nhân." Kỳ Linh không kiềm được nói: "Thanh Thạch huynh, thứ này chắc cũng có ích nhiều cho huynh." Nguyên thần thứ hai của Thanh Thạch đạo nhân là đế quân áo đen ra ngoài mạo hiểm, thực lực cấp chúa tể thật sự không cần hộ vệ này. Thế nhưng bản tôn Thanh Thạch đạo nhân không mạnh như vậy, người địa vị cao trong Tây Tư tộc dùng Bạch Dung làm hộ vệ thì chắc năng lực bảo vệ siêu cao, tại sao gã lại không dùng đây? Thanh Thạch đạo nhân từ chối: "Cái này đạo hữu không cần lo, ta tự có thủ đoạn của mình." Kỳ Linh cũng không đùn đẩy nữa, Thanh Thạch đạo nhân tùy ý ném một hồ lô cho Kỳ Linh: "Chủ yếu là Tây Tư hộ vệ là thân đạo quân áo bạc, mấy báu vật khác không ích gì cho đạo hữu đâu, càng vô dụng với chí tôn. Bên trong hồ lô có một ít đạo phù báu vật uy lực lớn nhỏ khác nhau, 3-5 món đỉnh cao nhất sánh bằng uy lực cấp chúa tể. Đạo hữu cầm đi tặng cho thân nhân bằng hữu của mình." Kỳ Linh gật đầu cười nhận: "Mấy thứ này đúng là vô dụng với Kỳ Linh, vì chúa tể tự mình ra tay cũng không làm gì được Kỳ Linh, chưa chắc buộc hắn thi triển thân bất tử. Thế nhưng dùng để tặng cho người thân, ban cho đệ tử gì đó thì không tệ. Lúc trước Kỳ Linh có giết một vài vĩnh hằng đế quân được nhiều báu vật, nhưng thứ đó không giúp ích nhiều cho hắn. Đến đẳng cấp như Kỳ Linh, ít thứ gì có công dụng lớn với hắn." Thanh Thạch đạo nhân hỏi: "Đạo hữu còn cần gì không? Có gì cứ nói ra,
Lúc trước ta nói rồi, có thể giúp đạo hữu đối phó Phi Tuyết Thành Chủ, Huyết Vân Đế Quân. Có lẽ hơi khó, nhưng cho ta đủ thời gian thì ta sẽ giết được họ. Kỳ Linh cười nói, tạm thời không cần đâu. Nếu tương lai ta không hợp đạo thành công, trước khi thân chết đạo tiêu, chẳng may kính nhờ Thanh Thạch huynh, thì hy vọng lúc đó đừng chối từ. Thanh Thạch đạo nhân gật đầu nói, ồ, việc nhỏ, việc nhỏ. Kỳ Linh hỏi dồn, à phải rồi, Thanh Thạch huynh có bản đồ tỉ mỉ của Ngô Tinh Hải không? Kỳ Linh tích góp báu vật, về sau sẽ xông vào Ngô Tinh Hải. Có bản đồ tỉ mỉ nhất, cao cấp nhất là bí mật của các đại năng giả, không truyền ra ngoài. Như chiến dịch thượng cổ, văn minh tu hành giả rất là đoàn kết. Thế nhưng hiện tại Tây Tư tộc đã bị hủy diệt, giữa các tu hành giả với nhau không còn vô tư hưởng chung như trước nữa. Thanh Thạch đạo nhân cười to nói, ồ, đạo hữu hỏi đúng rồi. Kỳ ngộ lần đó của ta là phát hiện bên trong Ngô Tinh Hải. Nguyên thần thứ hai của ta hay mạo hiểm bên trong Ngô Tinh Hải. Ta không dám nói mình hiểu Ngô Tinh Hải nhất Viêm Long vực giới này, thế nhưng ta dám đảm bảo nằm trong ba người đứng đầu. Thanh Thạch đạo nhân ném một quyển trục màu vàng ra, dặn dò nói, đây, đó là bản đồ sao tỉ mỉ của Ngô Tinh Hải. Nhưng đạo hữu hãy cẩn thận, Ngô Tinh Hải là một chiến trường trong cuộc chiến thượng cổ năm xưa, tụ tập nhiều đại năng đỉnh cao nhất của hai phe. Các chúa tể đã chết rất nhiều, bên trong nhiều chỗ nguy hiểm, rất nhiều chúa tể dễ bị giết chết, đạo hữu hãy hết sức cẩn thận. Kỳ Linh giở bản đồ sao xa, lướt sơ ghi nhớ nhanh. Ta đã hiểu rồi. Thanh Thạch đạo nhân vung tay lên, không còn việc gì nữa thì chúng ta giải tán đi. Nếu có việc gì, đạo hữu hãy qua đạo minh tìm ta. Thời không bỗng nhiên vặn vẹo, lập tức bằng phẳng lại, một đường hầm khe hở không gian xuất hiện ở bên cạnh. Kỳ Linh nói, không tiến vậy. Hắn nhìn theo Thanh Thạch đạo nhân đi vào đường hầm khe hở không gian. Kỳ Linh đứng một mình trên đỉnh núi, nhẹ gật đầu. Đã tới lúc đi Thanh Hoa động phủ rồi, nhưng trước đó nên đi Ma Thượng Thạch Bích một chuyến. Trận chiến Phi Tuyết Thánh Thành đã sớm kết thúc, nhưng theo thời gian trôi qua, Nguyên Vô Tận Cương Vực đồn ngày càng rộng. Nhiều đạo quân bình thường dần biết tin, như trong Mang Nhai Quốc, các thế giới cảnh ở Thập Nhị Cung đều nghe tin rung động liên quan đến Bắc Minh đạo quân. Vô số tu hành giả bị rung động. Trận chiến ấy đồ nồ nào, gì mà Bắc Minh đạo quân với sức cá nhân đánh bại hai mươi mấy đế quân. Bắc Minh bẻ gãy nghiền nát chém giết tám đế quân, giết đám đế quân Phi Tuyết Thánh Thành chạy cắm đầu. Rồi thì thực lực của Bắc Minh đạo quân gần với chúa tể, Bắc Minh đạo quân cao hơn Thánh Thành chi chủ, Bắc Minh đạo quân là đệ nhất đạo quân từ xưa đến nay. Các loại tăng bốc, đám tu hành giả thấy hãnh diện vì một đạo quân có thực lực như vậy. Vô số tu hành giả ban đầu rất thắc mắc, không tin được, nhưng rồi dần tìm hiểu, càng xác nhận tin tức là thật, bọn họ càng hăng hái truyền bá, mãnh liệt còn hơn truyền thuyết về Tâm Kiếm Đế Quân. Dù sao Tâm Kiếm Đế Quân là vĩnh hằng đế quân, còn Kỳ Linh chỉ là một đạo quân. Một đạo quân mà mạnh như vậy sao? Có thể nói, trong trăm năm ngắn ngủi, Nguyên Vô Tận Cương Vực, vô số tu hành giả khi hội tụ tán dóc thường nhắc đến cái tên Bắc Minh đạo quân, nổi tiếng đến mức chỉ đứng sau ba chúa tể trong truyền thuyết. Tại một ngôi sao hoang vắng, phừng phực, phừng phực, phừng phực. Bề mặt ngôi sao hoang vắng đôi khi bốc lên từng đợt khí. Phi Tuyết Thành Chủ nhỏ gầy, lông mày trắng bay bay, trốn trong một hiệp cốc của ngôi sao này. Lửa tuôn ra sẽ tự động tránh người Phi Tuyết Thành Chủ. Gã ngồi xếp bằng trong hiệp cốc, mặt âm trầm lạnh lùng. Chết tiệt thật, buộc ta trốn đến tận cùng của góc Vô Tận Cương Vực này. Phi Tuyết Thành Chủ không còn cách nào cả, vì cách Kỳ Linh gần quá, linh kiện phi chu vực giới hai bên sẽ có cảm ứng. Gã chỉ có thể cố gắng trốn đi thật xa. Gã biết không thể lộ ra phi chu vực giới của mình. Kỳ Linh, Kiều Trần chỉ biết Phi Tuyết Thành Chủ có linh kiện phi chu vực giới quan trọng, chứ không biết gã có một phi chu hơi khiếm khuyết một chút, còn có thể sử dụng phi chu vực giới này. Phi Tuyết Thành Chủ chưa từng công khai bí mật đó, chỉ có một mình gã biết được. Nếu công khai thì rắc rối to, ba chúa tể sẽ dốc hết sức ra tay, không tiếc mọi giá giết Phi Tuyết Thành Chủ. Vì một chiếc phi chu vực giới hoàn chỉnh có thể dễ dàng đi qua các vực giới và dị vũ trụ. Giá trị của phi chu vực giới cao không thua gì một tòa Xích Ba Điện. Tất nhiên, phi chu vực giới của Phi Tuyết Thành Chủ sức mẻ còn cần tu sửa. Mắt của Phi Tuyết Thành Chủ đầy sát ý và hận thù. Bắc Minh, Bắc Minh. Trong người Phi Tuyết Thành Chủ rất cuồng bạo, vì cái tính hung hãn đó mới được nhiều kẻ tà ma cam lòng đi theo. Nhiều Huyết Vân Đế Quân thực lực ngang ngửa với Phi Tuyết Thành Chủ, nhưng không có khả năng gánh vác. Vào lúc then chốt thì yếu mềm,
Phi Tuyết Thành Chủ rất bá đạo nên đủ sức làm lãnh tụ. Phi Tuyết Thành Chủ vẫn rất tự tin. Không vội, không vội. Bây giờ ta cố gắng nhanh chóng sửa chữa phi chu vực giới này. Khi nào sửa hoàn chỉnh, dựa vào phi chu vực giới có thể dễ dàng chạy trốn. Dù là mang nhai chút tệ, giỏi về đạo thời không, nhất định cũng không ngăn cản được ta. Phi chu vực giới hoàn chỉnh có năng lực xuyên qua thời không siêu mạnh, vượt xa mang nhai chú tể. Phi Tuyết Thành Chủ gật gù. Không đối phó Bắc Minh được thì đi tìm Cửu Chân. Trên người hắn cũng có linh kiện phi chu vực giới. Có lẽ linh kiện phi chu vực giới của Cửu Chân giúp ta sửa chữa phi chu. Cửu Chân hình như là bằng hữu tốt sống chết của Bắc Minh. Không giết được Bắc Minh thì đi xử Cửu Chân trước vậy. Mắt của Phi Tuyết Thành Chủ lấp lóe sát khí. Để ta xem kỳ linh này có thể làm gì được ta. Sau đó Phi Tuyết Thành Chủ liền cau mày. Nhưng phải điều tra Cửu Trần đã đi đâu đã. Theo tiên ta được biết thì thật lâu trước kia Cửu Trần đã vào Ngu Tinh Hải. Thật là không muốn sống nữa rồi, chui vào đấy ư? Thế nhưng nơi Cửu Trần đi chắc không có nguy hiểm gì với ta cả. Phi Tuyết Thành Chủ đã quyết định. Vậy thì đi Ngu Tinh Hải. Đi Ngu Tinh Hải truy sát Cửu Trần, cướp linh kiện phi chu. Mọi buồn phiền tạm rời xa Kỷ Linh, vì hắn đã rời khỏi Phiêm Long vực giới, đi qua Hắc Ám vô tận đến Ma Tượng Thạch Bích. Thành tứ bộ đạo quân nên tốc độ của Kỷ Linh nhanh hơn nhiều. Đến nơi rồi. Chạy đi không được bao lâu thì Kỷ Linh tới được Ma Tượng Thạch Bích. Một Ma Tượng Thạch Bích màu bạc to lớn, lối vào vẫn mở. Những dân bản xứ thật lâu trước kia đã thăm dò rõ ràng, cho rằng không có cách nào ra ngoài. Bởi vậy tuy Kỷ Linh đã rời khỏi Ma Tượng Thạch Bích mấy ước năm, nhưng không ai đi ra cả. Thật ra dù có bước ra ngoài thì đối diện với Hắc Ám vô tận cũng sẽ hoang mang bị lạc. Vèo. Kỷ Linh qua đường hầm rất nhanh giáng lâm một ngôi sao dân bản xứ. Trên ngôi sao vẫn có thế lực Bắc Minh Cung. Có lẽ cho đến nay bọn họ không biết Kỷ Linh đã đi ra ngoài một chuyến. Hang ổ của Phất Ma tộc trong ba gia tộc lớn có nhiều tầng cấm chế che chở, có Tây Tư Pháp Bàn bảo vệ. Nhưng cùng với tiếng nổ, một kiếm quang đáng sợ như nước cứng ép xuyên qua các lớp che chở hang ổ của Phất Ma tộc, dùng lực phá pháp mạnh mẽ phá mở. Vô số tộc nhân trong Phất Ma tộc kinh hoàng bối rối. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Tây Tư Pháp Bàn là Tây Tư tộc dùng để kiến thiết trận pháp che chở quy mô lớn, thường dùng một lần 9 hoặc 12 cái, thậm chí nhiều Tây Tư Pháp Bàn hơn để luôn bày trận. Những dân bản xứ không biết cách sử dụng, bọn họ có được Tây Tư Pháp Bàn quá ít, chỉ biết dùng một Tây Tư Pháp Bàn, còn lấy pháp lực của đạo quân thúc đẩy. Dù vậy, uy lực của Tây Tư Pháp Bàn có thể ngăn cản Thánh Thành Chi Chủ rất bình thường. Nếu có mấy chục Tây Tư Pháp Bàn cùng bày trận, đế quân khởi động thì uy lực lớn đến nỗi 8 đến 10 chúa tể hợp sức vây công cũng không phá mở được. Đáng tiếc lúc trước Ba Lâm Chí Tôn giết tới, gãy, nghiền nát, tùy ý phá hoại, nhiều Tây Tư Pháp Bàn bị tổn hại. Một số vật phẩm quá bình thường thì Ba Lâm Chí Tôn lười nhìn, chỉ có bảo vật quý giá như phi chu vực giới là bị mang đi. Các tộc nhân Phất Ma tộc nhìn thấy thiếu niên áo trắng đứng trên bầu trời. Tha mạng, Bắc Minh Cung Chủ, tha mạng cho ta. Kỷ Linh cao cao tại thượng mà ra lệnh. Giao hết khô lỗi đế cấp ra, các người chỉ được giữ lại một khô lỗi cấp hoàng. Rõ rồi, rõ rồi. Các tộc nhân của Phất Ma tộc dù kinh hoàng, không cam lòng, nhưng không ai dám phản đối. Trong thời gian dài dằng dặc, bọn họ thống trị ngôi sao này. Thế nhưng bây giờ đối diện với Kỷ Linh thì Phất Ma tộc không có một chút sức cưỡng chống cự. Tây Tư Pháp Bàn che chở họ còn bị phá mở thì lấy cái gì để chống đối đây? Rất nhanh Kỷ Linh mang đi khô lỗi đế cấp, khô lỗi cấp hoàng sánh ngang với tứ bộ đạo quân, mang theo nhiều pháp môn của Phất Ma tộc. Thế là Phất Ma tộc chỉ còn lại một khô lỗi cấp hoàng, lực lượng mạnh nhất của bọn họ. Bằng vào khô lỗi cấp hoàng này, có lẽ Phất Ma tộc có thể kéo dài hư tàn. Đương nhiên trước kia Phất Ma tộc chèn ép người dữ quá, nếu bị vây công thì tiêu đời. Kỷ Linh lời xen vào việc của dân bản xứ trên ngôi sao, thực lực của hắn đã khác xưa, bẻ gãy nghiền nát cấm chế che chở của ba gia tộc lớn, hốt hết khô lỗi cấp đế, khô lỗi cấp hoàng và pháp môn tu hành. Thật ra không có khô lỗi cấp đế thì ngôi sao bản xứ này không ai có lực lượng vô địch thô bạo tuyệt đối, từ nay tiến vào một thời đại khác. Kỷ Linh đi vào vùng đất bí ẩn trong ngôi sao dân bản xứ di tích Tây Tư tộc. Kỷ Linh vung tay lên, khô lỗi hộ vệ chân chất hiện ra. Bạch Dung, canh chừng lối ra. Bạch Dung cung kính nói, đứng ở lối vào hành lang di tích. Tuần lệnh chủ nhân. Kỷ Linh gật đầu, hắn đã thử đánh nhau với khôi lỗi hộ vệ, dù hắn dồn hết sức vẫn không thể chiếm chút ưu thế nào. Bạch Dung như núi lớn chặn đường,
chú tể có đến cũng sẽ bị ngăn chặn lại. Có Bạch Dung thủ vệ thì đám khôi lỗi trong di tích không một con nào trốn thoát được. Vèo, Kiều Linh hóa thành luồng sáng bay vào phế tích cung điện hoang tàn. Một số cấm chế trong phế tích khổng lồ có vài khôi lỗi cấp đế nhìn lén ra ngoài. Kỳ Linh không quan tâm chúng, hắn bay thẳng tới vùng đất trung tâm nhất. Ngươi lại tới ư? Bác Minh, ngươi còn dám đến nữa sao? Bốn luồng sáng bay ra là bốn khôi lỗi cấp thánh thành chi chủ. Kỳ Linh thấy thế chậm tốc độ lại cười nói: Bốn vị bằng hữu cũ, cùng ta rời khỏi di tích này đi. Ở đây cô đơn nhàm chán biết bao, thế giới bên ngoài mới là đặc sắc. Bốn khôi lỗi ở phía xa tỏa ra uy áp làm cho Kỳ Linh hơi thổn thức. Năm xưa Kỳ Linh dốc hết sức chỉ miễn cưỡng bám giữ một khôi lỗi, chủ yếu dựa vào kiếm thuật phòng ngự. Vì bốn khôi lỗi này con nào cũng tạo áp lực lớn cho Kỳ Linh, đương nhiên chúng yếu hơn Phi Tuyết Thành Chủ một chút, nhưng dư sức áp chế hắn. Bốn khôi lỗi bay tới, lòng thầm hưng phấn vì ngày tháng không có đối thủ rất cô đơn, chúng thậm chí không thể rời khỏi cấm địa này. Bắc Minh, ngươi lại dám đến nữa sao? Không lẽ có cái gì dựa vào rồi sao? Có trợ thủ nào rồi sao? Kỳ Linh vươn hai tay ra, hai thanh Bắc Khổng kiếm từ sau lưng bay vào lòng bàn tay. Ta không có trợ thủ gì cả, chỉ muốn mời mấy vị cùng đi ra ngoài. Kỳ Linh cất bước tới trước, nhàn nhã như đi dạo vậy. Bốn khôi lỗi nhìn nhau rồi xông lên. Lên! Song kiếm của Kỳ Linh như nước suối chảy róc rách, không chỗ nào không có, dễ dàng xuyên qua loan đao của đối phương. Bắc Khổng kiếm hóa thành nhiễu chỉ nhu, dễ dàng quấn lấy một khôi lỗi. Kỳ Linh khẽ thốt: Thu! Khôi lỗi bị Kỳ Linh thu vào động thiên, ba khôi lỗi còn lại biến sắc mặt. Bị vây công mà dễ dàng bắt một khôi lỗi ư? Hai bên cách biệt quá lớn rồi. Nên biết dù là Phi Tuyết Thành Chủ cũng bị Kỳ Linh hạ gục trong một chiêu. Đối diện bốn khôi lỗi bảo vệ cảnh giới kỹ xảo thấp một chút thì hắn càng ứng đối nhẹ nhàng hơn. Kỳ Linh đánh khoảng thời gian một chén trà thì bắt giữ hết bốn khôi lỗi. Chủ yếu có hai khôi lỗi có thể hóa thành thân bất tử, rất là khó bắt. Bộ Kỳ Linh thi triển bí thuật ảnh chiếu thế giới, không ngừng điên cuồng tấn công, tiêu hao năng lượng của đối phương, mãi khi khôi lỗi cạn kiệt năng lượng mới bắt giữ được. Bốn khôi lỗi thủ hộ bị bắt giữ luyện hóa, nhận Kỳ Linh làm chủ. Chủ nhân, chắc sẽ không xóa bỏ khôi lỗi chi linh của chúng ta đi chứ? Kỳ Linh cười nói: À, không cần lo đâu, ba tộc trưởng dân bản xứ lo lắng lộ ra di tích này nên mới xóa bỏ khôi lỗi chi linh. Giờ di tích hầu như đã bị quét sạch rồi, cần gì xóa sổ nữa đây? Nếu xóa bỏ thì cảnh giới khôi lỗi chi linh mới sinh ra sẽ rất là thấp, muốn đến thực lực như các ngươi bây giờ sẽ mất thời gian rất dài, ta không làm chuyện tự chặt cánh tay mình đâu. Bốn khôi lỗi bảo vệ như thế mới yên lòng. Thật ra bọn họ đồng ý đi theo Kỳ Linh vì sẽ không bị nhốt mãi trong phạm vi cấm địa nho nhỏ này nữa. Thế nhưng bọn họ phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân cũ, hết sức ứng đối tất cả kẻ địch xâm nhập. Được rời khỏi đây thì hạnh phúc biết bao, nhưng bị xóa sổ khôi lỗi chi linh thì bi kịch như tu hành giả thân chết hồn diệt vậy. Khôi lỗi cao gầy hỏi: Chủ nhân, khi nào chúng ta rời đi vậy? Kỳ Linh cười đáp: Nhanh thôi, ta cẩn thận càn quét di tích này một lần, mang các khôi lỗi cấp đế đi, sau đó dẫn các ngươi rời khỏi. Lần trước ta và Kiều Trần đã gom báu vật trong phế tích này rồi, chắc không sót lại bao nhiêu. Lần trước Kỳ Linh và Kiều Trần quét qua thật nhanh rồi trốn đi ngay, thế nhưng lần này hắn muốn xem xét kỹ càng. Khôi lỗi cầm búa to nói ngay: Chủ nhân à, chiếc chiến thuyền này tên là Hổ Huyệt Chiến Thuyền, binh khí chiến tranh có uy lực cực mạnh, Tây Tư tộc dùng để chinh chiến. Thế nhưng chiếc chiến thuyền này đã bị phá hỏng gần hết rồi, nhiều báu vật then chốt đã bị lấy đi. Số báu vật còn lại không đáng gì, nhưng theo chúng ta suy đoán vẫn còn sót lại báu vật cực kỳ quan trọng. Mắt Kỳ Linh sáng rực lên: Sao, cực kỳ quan trọng ư? Bốn khôi lỗi thủ hộ đã bảo vệ cấm địa nên biết rất nhiều. Khôi lỗi cao gầy nói: Đúng vậy, thưa chủ nhân. Chủ nhân cũng biết chỗ này từng có hơn 3 vạn Tây Tư tộc sinh sống, có nhiều cấm chế bảo vệ. Những cấm chế vừa muốn che chở phạm vi lớn, vừa giữ uy lực mạnh như vậy, cần có nguồn năng lượng. Nó nằm bên dưới khu cung điện khổng lồ. Kỳ Linh lộ ra vẻ mừng rỡ, liền ra lệnh: Các người dẫn đường đi. Vâng, tuân lệnh. Khôi lỗi là trung thành tuyệt đối, lúc trước chúng liều mạng vì Tây Tư tộc, nhưng sau khi bị Kỳ Linh luyện hóa thì hoàn toàn đứng về phía hắn. Khôi lỗi cao gầy chỉ tòa cung điện rách nát phía trước: Chủ nhân, nguồn năng lượng của 8 cây ma tức tinh quạt đặt ở trong lòng đất 8 chỗ khô cung điện này. Nơi này là chỗ thứ nhất đây. Sới đất lên trong phạm vi 100 dặm sẽ tìm ra cây ma tức tinh kia. Kỳ Linh gật đầu nói: Khôi lỗi thủ hộ cầm đoàn mâu nhìn Kỳ Linh nói: Để ta sới.
Kỳ Linh gật đầu. Khôi Lỗi đoạn mâu vung cây mâu ngắn, mũi mâu cắm phập xuống đất, mặt đất trải từng lớp đá bị xới tung, cung điện vốn đổ nát rất nhanh bị xé ra cái hố to, mãi cho đến khi phát hiện cây ma tức đình. Trong hố to dưới đất có một pháp đàn màu đen, pháp đàn đầy hoa văn, chính giữa hoa văn là một cây cột tinh đỏ như máu, bên trong có con phi cầm bay lượn không ngừng. Kỳ Linh gật gù. Lúc trước Ba Lâm Chí Tôn tùy ý phá hoại, cấm chế bị phá hủy, chỉ có nguồn năng lượng cũng vô dụng. À phải rồi, mà tức tinh có lai lịch gì vậy, rất quý giá hay sao? Khôi Lỗi Đoàn Mâu giải thích rằng rất là quý giá. Nguyên chiến thuyền Hồ Huyệt chia làm hai khu vực chiến tranh và khu vực sinh hoạt. Chúng ta ở khu vực sinh hoạt, nguồn năng lượng là ma tức tinh. Khu vực chiến tranh ở ngoài cùng càng là quan trọng, chủ yếu để giết địch. Năng lượng nguyên là thủy long thạch càng mạnh hơn. Một viên thủy long thạch bằng 10 cây ma tức tinh. Nghe nói khu chiến tranh có 10 cây thủy long thạch, khiến chiến thuyền Hồ Huyệt tung hoành vô địch, dễ dàng xuyên qua các vực giới, giết chóc vô số. Mắt Kỳ Linh sáng rực lên. Thủy long thạch ư? Khôi Lỗi Đoạn Mâu làm cụt hứng. Chắc thủy long thạch sớm bị cướp đi rồi. Thủy long thạch nằm ở ngoài cung rất rõ ràng. Trong Tây Tư tộc, một viên thủy long thạch có thể đổi một đế quân áo đen. Nhưng tu hành giả, các ngươi chắc không thể phát hiện uy lực thật sự của thủy long thạch này. Chỉ có dùng phi chu chiến thuyền Tây Tư tộc để lại mới dùng thủy long thạch được thôi. Kỳ Linh nhẹ gật đầu, không kiềm chế được hỏi. Tại sao Tây Tư tộc ở nhiều mặt vượt xa văn minh tu hành giả như vậy? Khôi Lỗi Búa To cười to nói. Nội tình của Tây Tư tộc rất sâu, còn sâu hơn nữa. Về các mặt như luyện khí, khôi lỗi, binh khí, vượt trên văn minh tu hành giả rất nhiều. Như đẳng cấp khôi lỗi chúng ta có rất nhiều, nhiều vô số kể. Nhưng chí tôn của văn minh tu hành giả quá là lợi hại. Tuy Tây Tư tộc có đại năng đỉnh cao nhất đối với chí tôn, nhưng vẫn không đánh lại. Hơn nữa văn minh tu hành giả có thể liên tục sinh ra cường giả, chết nhóm này thì sinh ra nhóm mới. Về đánh lâu dài, cuối cùng bên thua sẽ là Tây Tư tộc thôi. Đây là suy đoán của chúng ta khi rảnh rỗi trò chuyện. Chiến thuyền Hồ Huyệt ban đầu bị một vị chí tôn phá hủy. Giai đoạn sau của chiến tranh thua như thế nào thì chúng ta không rành. Nhưng Tây Tư tộc rất kiêng dè chí tôn, cũng nghe ngại năng lực sinh sản của văn minh tu hành giả. Kỳ Linh gật gù. Một ngôi sao, một phương thế giới là có thể sinh ra thật nhiều tu hành giả. Nếu tùy ý truyền bá ra truyền thừa đỉnh cao nhất thì chắc chắn có thể sinh ra vô số cường giả. Hiện giờ bởi vì văn minh tu hành giả thắng nên khó truyền pháp môn ra ngoài, rất khó có được truyền thừa đỉnh cao, nên tốc độ sinh ra cường giả cũng chậm lại. Nhiều cấm chế đã bị hủy từ lâu, dễ dàng lấy ma tức tinh đi. Sáu cây nhanh chóng vào tay, có một nơi hơi mất thời gian, một cây còn lại cấm chế khá hoàn thiện, biết phản phệ. Tây Tư hộ vệ Bạch Dung phòng ngự mạnh nhất phải tự mình ra tay. Nó bị đánh bay xa tít nhưng thành công ngăn cản. Mất hơn 3 canh giờ, gom đủ 8 cây ma tức tinh, Kỳ Linh lộ vẻ vui mừng. Đã vào tay hết rồi. Đây mới là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi ma tượng thạch bích lần này. Đám cây ma tức tinh phòng trừng giá trị gần bằng một đế quân áo đen. Kỳ Linh rất vui vẻ. Thu hoạch thật ngoài ý muốn. Khôi Lỗi hộ vệ Bạch Dung và 4 khôi lỗi thủ hộ nhanh chóng bắt giữ đám khôi lỗi cấp đế trong di tích bỏ hoang rộng lớn này. Các khôi lỗi cấp đế quá yếu, chí tôn không thèm để vào mắt, nhưng Kỳ Linh thì lại rất quan tâm. Mất hơn nửa tháng phá hủy nhiều cấm chế, Kỳ Linh lại bắt sống 86 đám khôi lỗi đế cấp. Nguyên phế tích chỉ còn lại 6 chỗ cấm chế không thể nào phá hủy, cũng có một ít khôi lỗi cấp đế trốn ở trong đó. Kỳ Linh vui sướng nói, lần này thu hoạch lớn quá đi. Mỗi chỗ di tích Tây Tư tộc hầu như là một kho báu lớn. Thu hoạch của Kỳ Linh nhỏ hơn của Thanh Thạch đạo nhân ngày xưa, vì không có đế quân áo đen. Mà tức tinh mặc dù quý giá, nhưng chỉ có Tây Tư tộc, ở trong mắt tu hành giả thì giá trị đế quân áo đen cao hơn. Nhưng thu hoạch thế này đã là không ít. Kỳ Linh rất mong chờ. Lần này đi Thanh Hoa động phủ, nếu có thêm chút thu hoạch, có lẽ sẽ mời được chí tôn. Thanh Hoa động phủ là một bảo địa, nhưng gì thì gì, có lấy được bảo bối hay không phải xem thực lực. Như dân bản xứ, 3 gia tộc lớn sớm phát hiện ra di tích này và mãi không thể làm gì được. Đợt này Kỳ Linh tăng thực lực mảng lớn, mới mắt giữ được 4 khôi lỗi thủ hộ, lấy đi 8 cây ma tức tinh. Đi. Kỳ Linh lặng lẽ rời khỏi ma tượng thạch bích. Một thời gian dài sau này hắn sẽ không trở về ngôi sao bản xứ này nữa. Tranh đấu trên ngôi sao này tùy cho bọn họ làm gì thì làm. Kỳ Linh nhiều lần xé rách thời không, lại quay về Viêm Long vực giới. Bên ngoài tam giới, Kỳ Linh áo trắng và Kỳ Linh áo đen gặp nhau. Kỳ Linh phất tay ném ra một tấm gương là pháp bảo động thiên,
bên trong có 4 khôi lỗi thủ hộ, một đống khôi lỗi đế cấp. Tây Tư Pháp Bàn: mấy cái này Kỳ Linh để lại cho tam giới, hắn cho phép 4 khôi lỗi thủ hộ đi trong tam giới. Nếu sau này Kỳ Linh thân chết đạo tiêu thì 4 khôi lỗi thủ hộ tính trong nội tình của tam giới. Trong tam giới có rất nhiều chỗ ruột thịt bằng hữu của Kỳ Linh, phụ thân mẫu thân nữ nhi có địa vị rất cao trong lòng hắn, nên Kỳ Linh cố gắng để lại một số báu vật ở đây bảo vệ tam giới, có như vậy hắn mới yên tâm sông sáo bên ngoài. Kỳ Linh nhìn hư không hỗn độn phía xa, mắt tràn ngập chiến ý. Thanh Hoa động phủ thôi. Thanh Hoa động phủ cách tam giới không quá xa, với năng lực xuyên việt thời không của Kỳ Linh, chỉ cần một chớp mắt đã đến hư không tinh thuần ngoài cùng động phủ. Ông từng đợt sóng nguyên năng vô hình càn quét giữa hư không, năng lượng căn nguyên vũ trụ dạt ra. Kỳ Linh nhìn cảnh này bị rung động từ tận đáy lòng. Lúc trước đã từng thấy, giờ thực lực Kỳ Linh tăng mảng lớn, nhưng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiện giờ ánh mắt Kỳ Linh cao, hắn là mở đoán được. Có thể bài xích năng lượng căn nguyên hỗn độn vũ trụ, mà còn bài xích lâu dài. Thủ đoạn này cao hơn chúa tể rất nhiều, dị vũ trụ chi chủ cũng không làm được. Chẳng lẽ Thanh Hoa động phủ do một vị chí tôn sáng tạo ra ư? Nếu là như vậy, lai lịch chín tầng cấm chế hỗn độn sẽ càng lớn. Kỳ Linh khá là thắc mắc. Ban đầu chín tầng cấm chế hỗn độn trợ giúp hắn rất lớn, giờ thành tứ bộ đạo quân, thần lực và pháp lực lại càng tinh thuần, lực lượng xương khói hoa xanh cũng tinh khiết hơn. Nhưng khi tu hành giả đến đẳng cấp siêu cao, chủ yếu dựa vào cảnh giới đạo, lực lượng xương khói hoa xanh trợ giúp thực lực hầu như không đáng gì. Nếu đã như vậy thì tại sao chí tôn lại sáng tạo ra pháp môn như thế, lại còn hướng dẫn tu hành giả tu luyện pháp môn này tìm đến tận đây? Vèo, Kỳ Linh phá không bay đi giữa hư không, tốc độ rất nhanh, xuyên qua hư không lại đi qua xương khói màu vàng. Hắn thấy vạn bảo kim sát, thế nhưng ánh mắt của hắn bây giờ rất cao, đã giết một đống đế quân nên không để ý vạn bảo kim sát nữa. Kỳ Linh bay chậm lại, ngừng trước cửa cổng phủ đệ cổ xưa nguy nga. Đến nơi rồi. Cửa cổng Thanh Hoa động phủ có một đóa hoa xanh xinh đẹp thánh khiết đang đung đưa. Kỳ Linh mỉm cười tiến lên. Ta lại đến rồi đây. Ầm 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 ầm, cửa động phủ cổ xưa lại một lần nữa tự động mở ra vì Kỳ Linh. Kỳ Linh chậm rãi bước vào. Trong động phủ có 3 cây thần. Kỳ Linh nhìn thoáng qua, vung tay lên, khôi lỗi hộ vệ Bạch Dung xuất hiện bên cạnh. Bạch Dung vạm vỡ cung kính kêu lên: chủ nhân. Kỳ Linh lộ vẻ nghiêm túc nói: đi theo sau lưng ta, e rằng nơi này ẩn giấu nguy cơ. Đây rất có thể là nơi một chí tôn vất vả xây dựng, còn bắt nhiều đế quân đến đây. Thanh Hoa động phủ được tỉ mỉ tạo ra còn hơn dị thú động thiên rất nhiều. Bạch Dung cung kính nói: tuân lệnh. Kỳ Linh đi ở đằng trước, Bạch Dung theo bên cạnh. Rất nhanh họ bước lên một cây cầu cong. Kỳ Linh mỉm cười nhìn ở đằng trước: hai vị đế quân đã lâu không gặp rồi. Đằng trước có hai lão nhân áo xám ngồi đối diện với nhau, vẫn đang đánh cờ. Hai lão nhân áo xám ngoái đầu nhìn. À, lão nhân mắt đỏ lạnh lùng cười: tiểu tử, ngươi lại tới ư? Lão nhân mắt bạc khách sáo hơn: nhanh thật, mới chơi vài ván cờ tiểu hữu lại đến rồi. Kỳ Linh câm nín: mới có vài ván cờ ư? Được rồi, đối với các đế quân có tuổi thọ vĩnh hằng bị nhốt trong này thì năm tháng tu hành của Kỳ Linh siêu ngắn. Kỳ Linh nói: Thanh Hoa động phủ luôn hấp dẫn ta, tu hành tự cảm thấy thực lực miễn cưỡng đủ nên đến thử một lần. Lão nhân mắt bạc hỏi: xem hơi thở của ngươi chắc chưa hợp đạo thành đế quân phải không? Kỳ Linh thành thành thật thật gật đầu nói: chưa. Hơi thở của vĩnh hằng đế quân có chứa ý vị vĩnh hằng bất diệt. Lão nhân mắt bạc khẽ thở dài: lần trước ta đã nói với ngươi trở thành tứ bộ đạo quân, một số tứ bộ đạo quân cực kỳ yêu nghiệt, có lẽ có thể miễn cưỡng qua ải của hai chúng ta, nhưng mặt sau còn có nguy cơ khó khăn, sơ sẩy một cái là mất mạng. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất là hợp đạo thành đế quân rồi hăng xông lên. Ngươi làm vậy là quá lỗ mãng rồi. Kỳ Linh cười nói: cứ thử đi, thành công thì tốt rồi, không được thì lần sau tới nữa vậy. Hắn đã tự tìm đường chết như vậy, để ta xem hắn có thực lực như thế nào. Lão nhân mắt đỏ nói xong đến gần Kỳ Linh. Kỳ Linh bước tới: vậy thử đi. Trong mắt lão nhân mắt đỏ lộ ra sát khí: lúc trước ở trước mặt ta không có sức đánh lại, bao năm qua đi hy vọng sẽ cho ta chút niềm vui bất ngờ, nếu không ta sẽ rất là buồn chán. Lão nhân mắt bạc không ngăn cản, vì lão cảm thấy lần trước Kỳ Linh đã biết thực lực của bọn họ, lần này hắn đến chắc có tự tin. Nếu đơn giản bị lão nhân mắt đỏ giết đi như vậy, chỉ có thể nói Kỳ Linh ngốc mà chết.
Kỳ Linh đi xuống cầu vòm đứng trên bãi cỏ. Lão nhân mắt đỏ vung ống tay áo phải. Đi! Tay áo cuốn thiên địa mang theo uy năng thô bạo trùng kích Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng vung tay lên. Bùm! Kỳ Linh vung tay rất tùy ý, nhưng chứa uy năng bá đạo của trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức. Hai người đều là bá đạo tuyệt đối, chớp mắt va chạm vào nhau. Lão nhân mắt đỏ bất đắc dĩ hóa thành luồng sáng bay ngược về, đập trúng ngọn núi thấp ở phía xa. Cấm chế trên núi chuyển động làm núi còn nguyên. Lão nhân mắt đỏ thì tư thế quái dị dán trên núi, một giây sau mới rơi xuống. Lão nhân mắt đỏ khó tin nhìn Kỳ Linh. Ngươi Kỳ Linh gật gù. Thân là khôi lỗi ư? Kỳ Linh không có sát khí gì với hai đế quân, vì bọn họ là người đáng thương, luôn bị bắt nhốt tại đây. Lão nhân mắt bạc đến gần, tràn đầy giật mình kêu lên. Thực lực của ngươi đã đến cảnh giới như vậy rồi sao? Kỳ Linh gật đầu nói. Cũng tạm tạm. Hai người thủ hộ yếu hơn Kiều Trần mảng lớn. Kỳ Linh giơ tay nhấc chân có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Lão nhân mắt đỏ vẫn không tin được nhìn Kỳ Linh đăm đăm. Không sử dụng pháp bảo nào, trên tay ngươi không có pháp bảo như bao tay, không dựa vào pháp bảo, chỉ đơn thuần một chưởng đã có thể nghiền áp ta dễ dàng. Dù là người mạnh nhất trong đám đạo quân đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Ngươi là đạo quân mạnh nhất vực giới của các ngươi trong thời đại này đúng không? Kỳ Linh gật đầu nói. Đúng vậy. Không chỉ ở thời đại này mà Kỳ Linh còn là đạo quân mạnh nhất từ xưa đến nay. Lão nhân mắt đỏ chỉ con đường phía sau lạnh lùng nói. Ta xâm phục khẩu phục ngươi, vào đi. Trong động phủ còn có nguy cơ càng đáng sợ hơn nữa. Đánh bại ta không có nghĩa là ngươi có thể sống mà đi ra. Lão nhân mắt bạc nói. Tiểu hữu hãy cẩn thận một chút đi. Nếu cảm thấy không đánh lại thì nhanh chóng rút lui ngay. Miễn còn sống thì còn có cơ hội. Kỳ Linh nói. Ta biết rồi, Bạch Dung chúng ta đi. Khôi lỗi hộ vệ Bạch Dung luôn lặng lặng theo sau hắn. Tuân lệnh chủ nhân. Hai lão nhân mắt đỏ và mắt bạc nhìn chăm chú Kỳ Linh, Bạch Dung theo con đường sâu đi vào bên trong. Lão nhân mắt đỏ khẽ nói. Người nói xem tiểu tử đó có thể sống tiếp không? Lão nhân mắt bạc nói. Thực lực của hắn cực kỳ phi phàm, rất hiếm thấy trong đạo quân. Khả năng vào chỗ sâu nhất động phủ hơi khó, thế nhưng hy vọng giữ mạng vẫn có. Lão nhân mắt đỏ cười nhạt nói. Cũng khó nói, quá tự tin rất có thể sẽ mất mạng. Đi qua đường hầm dọc theo hành lang đi tới, rất nhanh trông thấy quảng trường bằng đá xanh ở phía xa. Phía trước nhất quảng trường còn có một tòa đại điện. Loáng thoáng thấy trăm bóng người trên quảng trường túm năm tụm ba, hoặc là khoanh chân ngồi, hoặc là đánh cờ, uống rượu, tán sóc với nhau. Khi Kỳ Linh Bạch Dung xuất hiện thì trăm bóng người cùng ngoái đầu nhìn. Uy áp vô hình khiến lòng Kỳ Linh thít chặt. Hắn đoán được ngay trăm đế quân này đều rất phi phàm. Vèo. Trên bậc thang trước quảng trường chợt hiện ra một lão nhân tóc bạc. Lão nhân tóc bạc mặt trường bào màu lam sẫm, hơi thở lạnh băng nhìn Kỳ Linh nói. Ta là động phủ Chi Linh, phụng mệnh chủ nhân canh giữ tại đây. Kỳ Linh nghe vậy liền ngây ra. Thật ra đại năng giả như Dịch Ba Đế Quân, hoặc mạnh như Ba Lâm Chí Tôn và phủ chủ Thanh Hoa động phủ này đều sẽ để lại động phủ Chi Linh. Làm như vậy mới hoàn thành tốt mệnh lệnh của họ. Lão nhân tóc bạc lại nói. Động phủ có ba cửa sinh tử, từng cửa nguy hiểm hơn cửa đầu. Vòng ngoài cùng là cửa thứ nhất đơn giản nhất. Nếu vượt qua được ba cửa sinh tử thì mặt sau không có nguy hiểm gì nữa. Lão nhân tóc bạc ném một mảnh lá xanh biếc bay tới trước mặt Kỳ Linh. Theo như chủ nhân dặn, mỗi lần qua một cửa ái sẽ có chút thưởng cho. Đây là bản mệnh đạo phù, hầu như tất cả đạo quân có thể sống lại nhờ đạo phù này. Kỳ Linh sửng sốt, xem ra trừ phù Bác Đế Quân thì các đại năng khác cũng có thể luyện chế ra đạo phù như vậy. Lão nhân tóc bạc bổ sung thêm. Nhưng đạo quân trong truyền thuyết tu hành đạo trung cực, nếu đến tứ bộ đạo quân thì đẳng cấp sinh mệnh của họ hoàn toàn vượt qua tất cả đạo quân. Bao trùm trên những đạo quân sinh tử đạo phù này không thể giúp sống lại. Chắc chỉ có bản mệnh đạo phù hồi sinh Vĩnh Hằng Đế Quân mới cứu sống lại người này được. Còn người Kỳ Linh có rút lại đạo trung cực cư, động phủ Chi Linh của Thanh Hoa động phủ biết đạo trung cực cư. Kỳ Linh không kiềm chế được hỏi. Đạo trung cực này... Lão nhân tóc bạc luôn lạnh lùng cắt lời nói. Đừng hỏi nhiều, qua được cửa ải thứ hai thì ngươi tự nhiên liền biết được. Nếu ngươi không xông qua được thì không có tư cách biết được đâu. Ngươi là đạo quân, ải thứ hai ngươi chỉ cần đối diện 10 đế quân yếu nhất ngăn cản, đẩy mở được cửa tòa đại điện xem như thành công. Còn nữa, khổ lỗi hộ vệ sau lưng ngươi không được ra tay,
Nếu không sẽ tính là ngươi thua. Kỳ Linh nhẹ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Lão nhân tóc bạc hóa thành ảo ảnh vụt qua không trung, xuyên qua quảng trường, đứng trước cửa điện bình tĩnh nhìn chuyện sắp xảy ra. Kỳ Linh thản nhiên đối mặt, là thử thách của Chí Tôn dành cho người đến sau sao? Nếu như Kỳ Linh để lại truyền thừa thì hắn cũng sẽ đặt ra thử thách, không phải ai cũng có tư cách biết được đến pháp môn của hắn, phải vượt qua điều kiện khắc nghiệt mới được. Chí Tôn này xây dựng Thanh Hoa động phủ to lớn chắc tốn nhiều công sức, thiết lập chút thử thách cũng là bình thường. Kẻ thực lực yếu thì chết, trốn được cũng xem như có thực lực. Chỉ có đường đường chính chính vượt qua được mới chiếm được một số sắp xếp mà Thanh Hoa động phủ đã để lại. Kỳ Linh cất bước đạp lên bậc thang đi hướng quảng trường. Phù. Bạch Dung cao to phạm vỡ theo sau lưng Kỳ Linh. Kỳ Linh ra lệnh, Bạch Dung, không có mệnh lệnh của ta thì ngươi không được ra tay. Bạch Dung cung kính đáp, tuân lệnh. Hơn trăm đế quân trên quảng trường nhìn thiếu niên áo trắng đi vào, tỏ vẻ tiếc nuối bất đắc dĩ. Ai, là một đạo quân, là đạo quân thôi. Đế quân chân mày màu xanh tà dị có khí thế mạnh nhất lắc đầu nói, chỉ là một đạo quân, chỉ cho 10 đế quân ra tay. Khi nào mới có vĩnh hằng đế quân đến đây vậy? Vậy thì cả đám mới có thể lên được. Chán chết đi được, luôn ở đây biết bao nhiêu lâu rồi mà không thể rời khỏi quảng trường này, không biết khi nào mới được giải thoát đây. Đám đế quân bàn tán, bọn họ từng rất tức giận, tràn ngập oán khí, bị hạn chế trong phạm vi quảng trường, tính bằng đơn vị ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên, rất có thể sẽ ở lại mãi mãi. Sự cô đơn này dù là vĩnh hằng đế quân cũng sẽ bị điên, nhưng thời gian có thể mài mòn tất cả. Bọn họ trở nên thản nhiên, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Làm theo Thanh Hoa động phủ chủ sắp xếp thì bọn họ có hy vọng sẽ được giải thoát. Vù 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 vù, các đế quân khác tám sóc với nhau, trong đó có 10 bóng người bay nhanh ra chặn lại trước mặt Kỳ Linh. Lão nhân nhỏ gầy, ánh mắt lạnh lùng, quanh người bắt đầu tụ sương khói màu xanh lục. Tiểu tử, chết trong tay chúng ta cũng đừng trách móc gì, tất cả chỉ tại mệnh lệnh của động chủ phủ thôi. Thanh niên mặt đỏ hồng, có mái tóc dài đỏ máu, lưỡi như rắn nói, lâu lắm rồi không gặp các đạo quân, các vị đừng vội, cứ từ từ mà giết tiểu tử này, giết nhanh quá thì rất là chán, phải hưởng thụ hưởng thụ, cắt từng đao một. Ôi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Lên đi, đừng để hắn ta trốn, vây quanh hắn. 10 đế quân cực kỳ tà dị, sát khí đậm đặc. Kỳ Linh áo trắng nhẹ gật đầu nói, ta đã hiểu tại sao Thanh Hoa động phủ chủ bắt các ngươi rồi, cho các ngươi chịu tội ở đây. Nếu ta là Thanh Hoa động phủ chủ thì đã sớm giết các ngươi rồi. 10 đế quân nghe vậy điên lên, bằng vào ngươi ư, cuồng vọng. 10 đế quân rất tức giận, bị một đạo quân đánh giá như vậy khiến cho bọn họ rất tức giận. Kỳ Linh nhìn hướng lão nhân tóc bạc trước cửa điện xa xa, cao giọng nói, động phủ chư linh tiền bối, ta có thể bắt giữ bọn họ được không? Nếu bắt họ lại muốn giết hay làm gì thì tùy ý Kỳ Linh. Lão nhân tóc bạc ở phía xa lạnh lùng nói, người giết bọn họ, ta giết ngươi. Kỳ Linh cứng người, sau đó chợt hiểu, Thanh Hoa động chủ phủ bắt những đứa quân này dường như đã động tay chân, khiến cho bọn họ không còn là tu hành giả bình thường nữa, mà là như khôi lỗi chuyên môn thử thách người đến sau. Kỳ Linh chỉ là một trong số những kẻ tìm đến, nếu hắn bắt hết đám đế quân thì những người đến sau lấy gì để thử thách đây? Kỳ Linh vươn hai tay ra, hai thanh Bắc Cổng kiếm bay khỏi vỏ kiếm sau lưng hắn, rơi vào trong tay. Nếu như vậy thì đánh nhanh thắng nhanh thôi. Giết! Cho đạo quân này biết sự lợi hại của chúng ta nào. Tiểu bối, cuồng vọng! 10 đế quân trong phút chốc hoặc biến thành sương khói, hoặc hóa thành luồng sáng, hoặc là lửa. Bọn họ tản ra muốn vây giết Kỳ Linh, không cho hắn trốn. Kỳ Linh bước chậm, khôi lỗi Bạch Dung theo sau. Bùm 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 bùm, các loại thủ đoạn phô thiên cái địa ập hứng Kỳ Linh. Hắn nhìn ra ngay được thực lực của 10 đế quân phòng trừng cỡ đạo quân đỉnh phong. Kỳ Linh lắc đầu nói, không uống là 10 kẻ thấp nhất ở đây. Song kiếm trong tay Kỳ Linh vung lên, bóp bóp bùm, Bắc Cầm kiếm hóa thành dòng nước hùng dũng, tựa như sóng lớn xô bờ đánh vào người đám đế quân lao lên. Các đế quân bay ngược về như chụp ruồi, dù hóa thành thân bất tử cũng bị Kỳ Linh đánh cho hiện nguyên hình. Thực lực cách biệt quá lớn, Kỳ Linh có thể nghiền áp Phi Tuyết Thành Chủ, mà Phi Tuyết Thành Chủ thì dễ dàng tàn sát đạo quân đỉnh phong. Tính ra 10 đế quân nhỏ yếu tới mức nào trước mặt hắn đây. Sao, tên đạo quân này, hắn, không lẽ hắn đã hợp đạo thành công rồi ư? Thế nhưng rõ ràng, đám đế quân đứng xa xem cuộc chiến phải ngẩn ngơ. Một đạo quân lại có thể nghiền áp 10 đế quân sao? Thật ra nếu lúc ở Xích Ba Điện,
thì Kỳ Linh chỉ miễn cưỡng đấu tương xứng. Hắn bây giờ tâm kiếm thuật đột phá, trung cực kiếm đạo quan trọng nhất đã bước vào đệ tứ trọng. Kỳ Linh chính thức là đại năng đỉnh cao nhất một vực giới, lẽ tất nhiên càn quét đám đế quân bình thường. Nhóm đế quân trợn mắt há hốc mồm. Kỳ Linh thì nhẹ nhàng nghiền ép đi qua quảng trường đến trước cửa điện. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 237 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 238.